Cơ sở đố cũ buổi tuần xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Lúc này là 6:30 chiều tối thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2020, tức là vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch, đầu tháng mới. Thì lời đầu tiên là cửa hàng của chúng tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị một lời chào và một lời chúc tốt đẹp nhất, và chúc cho toàn thể quý vị có một ngày đầu tháng, có một tháng mới luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe để gặt hái được thật nhiều thành công trong cuộc sống. Và sau đây thì trong cái video clip ngắn này thì cửa hàng của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị một chiếc sập dừa cũ tái được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ guta Quảng Bình, bản đặc biệt đỉnh cao luôn. Chiếc sập này đã được cửa hàng của chúng tôi là hoàn thiện kỹ giấy giáp và xi sáp, đánh trơ vân gỗ theo đúng đánh cổ truyền. Và kích thước của chiếc sập này là chiều dài là ở trên mặt nằm 2m1 và nhân chiều sâu là 1m70, và chiều cao từ mặt đất lên mặt sập kia là 59 phân. Mặt sập này là mặt hai lá một tấm bông đôi, lá nó cùng gân cùng vân, và lá mặt sập là dày đủ đậu 2 phân. Và quý vị nào mà thực sự có nhu cầu mà muốn sở hữu một trong những chiếc sập dừa được làm theo lối cổ như thế này, cũ được làm theo lối cổ, bản đặc biệt đỉnh cao như thế này, có thể liên hệ trực tiếp cho cơ sở của chúng tôi thông qua số điện thoại là 0985 230 888, hoặc có thể về tại cái địa chỉ là số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Và cách đây chừng hơn chục hôm trước thì chúng tôi có bán cho một chú tân ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, cũng một chiếc sập dừa tương tự như thế này nhưng mà sập tứ diện. Và hôm nay chúng tôi lại về được con này nữa. Thì chúng tôi cho lên luôn video clip để cho quý vị nào có nhu cầu thực sự có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được sở hữu. Và sau đây thì tôi sẽ đi vào chi tiết của chiếc sập này để cho quý vị cùng xem. Đây là một trong những chiếc sập dừa được làm theo lối cổ, hàng đỉnh cao luôn ạ thưa quý vị. Chúng tôi sưu tầm rất là vất vả, thì cách đây cũng tầm hơn chục hôm trước đó thì chúng tôi có review một đoạn mà chúng tôi sưu tầm được cái sập này của một nhà bác khách hàng. Thì chúng tôi mất rất nhiều công phu mới sưu tầm được chiếc sập này thưa quý vị. Và khi mà chưa dọn dẹp gì thì nó không bóng bẩy như này đâu, mà khi mà chúng tôi đã hoàn thiện lại, tân trang lại cho chiếc sập này một bộ áo mới thì nó, quý vị có thể thấy là nó rất là đẹp ạ. Và đây tôi xin quay cái dạ tiền của nó để cho quý vị xem. Những cái dòng sập này thì hoặc thuộc dạ đỉnh cao luôn thưa quý vị. Tất cả dây dạ tiền đây là đục về các cái dừa và có những chú sóc rất đẹp. Đây là mặt chính của cái sập này. Thực sự bác nào mà chơi đồ kỹ, yêu những cái led đục xưa mà chơi hàng đẳng cấp thì hãy liên hệ cho chúng tôi để được sở hữu cái sập như này. Rất ít khi mà chúng tôi sưu tầm được những cái loại như này. Và đây quý vị, tôi bắt đầu giới thiệu đây. Trên này thì là ống thì là cũng soi ống tơ, dưới soi miệng chậu. Thành sập này là thành khung mặt này là dày là 6 phân cưa. Đó, sập lối cổ thì lúc nào cũng thế. Chứ quý vị đòi hỏi là 10 phân thì đấy là dòng đời mới nha thưa quý vị. Mà quý vị nào mà thực sự mà mua chơi đồ lối cổ thì phải như này mới đúng lối. Còn kể cả thừa gỗ mà làm 10 phân cũng không ra gì luôn. Đó, tôi bằng cái kinh nghiệm của chúng tôi. Và dưới này là soi đường cổ, thì soi soi động, và là cổ rời, hàng cổ rời. Và chân đây, chân là quý vị có thể nhìn đây là một chân, là một quả dưa, một quả dưa rất là to. Đó, chân người thợ đục tay, và tôi cam kết là đục tay 100% cho quý vị, không có bất cứ hình thức là đục máy CNC nào cả. Đó, bảo hành luôn cho quý vị. Và đây là dáng quả dưa đây, rất dẻo, dưới thì là có quả găng. Đấy, nó hơi bẩn một chút, đấy quả găng. Quả găng thì trên là quả dưa, và đây những cái hoa ở đầu quả dưa đây ạ, đục như thật luôn ạ. Đó, nó quá đẹp luôn. Và đây là cái lá dưa chùm lên cái quả này. Và đây bắt đầu đi vào thân cây chính. Thân cây chính thì quý vị có thể thấy là đục quá đỉnh cao luôn ạ. Các cái sống đây, các cái sống cây cằn cỗi đục đúng nét cổ luôn. Và ra những cái lá dưa, những quả dưa và những cái dây đây, các cái thân cái dưa cuốn đây, nó cuốn vào đây, vậy cuốn móc vào đây ạ. Nó y xì như thật luôn, quý vị xem như thật. Mà chúng tôi quay bây giờ là tối rồi, trời ngoài trời tối um đây. Thưa quý vị, tối um chỉ lấy ánh sáng của điện thôi, cho nên là nhìn nó sẽ không rõ bằng là quý vị đến xem bằng mắt thường. Mắt thường sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và trên thân cây dưa này là có hai chú sóc. Hai chú sóc đây đục quá đỉnh luôn. Đây chú sóc đây, các cái led người sống sóc, sống con sóc. Và mặt đây thần thái không ạ, y xì như con sóc thật luôn. Và đục gần như là 3-4D luôn nhá thưa quý vị. Đây trong này cũng đục mắt này, tai này. Đó, và con sóc này, hai con này đang trêu này, và con này đang ngửa mồm lên, ngửa bụng lên ạ. Đó, đục giống thật không ạ? Từ các cái mắt này, bé tí tí này. Đó, quá đỉnh cao luôn ạ. Và ra đây thì các cái thân cây cả trên này thì đục chạy hạt bột, đục hạt bột mau luôn, đục chỗ nào cũng có hạt bột luôn, chạy một dải dài trên này. Và dưới này là những bông hoa. Đây những bông hoa dừa đây, những bông hoa dừa. Bông hoa thì úp ở mặt dưới, và đây là bông hoa lở ở mặt trên. Và ra đây là những cái thân cây dừa cuốn, và lại những chú sóc ở đây.
Đây là một trong những chiếc sập dưa mà chúng tôi sưu tầm được, mà nó đúng đẳng cấp nhất từ trước đến giờ. Chúng tôi bán ra mới được chỉ có vài con thôi. Từ năm ngoái năm nay chúng tôi bán chỉ có vài con thôi thưa quý vị. Và đây là vào phần chính của cái phần ổ giữa chính của cái dạ tiền này, của cái mặt tiền này, là hai quả dưa to. Đó, hai quả dưa to, đây là ô chủ đấy ạ. Ô chủ ra những cái cây, vẫn cái lá dưa này và các cái bông hoa. Và sang bên này, sang bên này thì cũng đối y như bên kia luôn ạ. Đối y như bên kia. Những chú sóc đậu trên đây. Đó, đục các cái hoa đây quý vị thấy là xúc tỉa ra mềm. Lét cổ nó không cần thiết nó phải kênh bong quá đâu. Nó không cần kênh bong, như nhìn nó rất thật luôn mà nó có hồn ạ. Quá đỉnh cao. Tôi quay chậm cái sập này cho quý vị xem một chút để cho quý vị liên tưởng đây, chân bên này cũng y như chân bên kia dẻo. Nếu mà để mà bắt chước được những cái sập như này nó không phải đơn giản một chút nào cả, phải thợ phải có tay nghề quá đỉnh cao luôn. Mà bắt chước thì hàng nhái thì nó sẽ không giống được. Đó, nó chỉ giống được phần nào thôi ạ. Nét xưa đấy, chơi có tuổi, những cái sập có tuổi như này rất là đẹp. Và chúng ta sẽ đi sang bên dạ ngang. Dạ ngang đây thưa quý vị. Dạ ngang đục đẹp như dạ tiền luôn, chứ không phải là dạ ngang đục ẩu nhé thưa quý vị. Những cái sập kỹ như này thì dạ ngang như dạ tiền. Và cái sập này là sập tam diện, đục tam diện. Và đây các cái bông hoa đây, những con sóc vẫn đục đường nét y xì như dạ tiền luôn. Đục có giống không ạ? Đục quá đỉnh cao. Và gỗ lạt thì lành nặn đến 95% thưa quý vị. Đến 95% luôn. Chúng tôi sưu tầm rất là kỹ để vào những cái sập này. Và dạ ngang ở trong này thì nó quay hơi khó, đâm ra tôi chỉ quay qua thôi cho quý vị xem thôi. Đó, cũng y xì như dạ tiền. Nhất đục cùng một người thợ làm ra những cái sập kỹ như này. Đây, chân sau cũng như chân trước luôn, sập tam diện. Và bắt đầu chúng ta lên cái mặt. Mặt này thì đây, tất cả mặt là một tấm lá bông làm đôi, chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình 100% luôn. Và bông làm đôi. Lá thì lá mở ra là lá dày là 2 phân đậu. Đó, đủ đậu 2 phân luôn. Và đầu lá đây không nứt nẻ gì cả. Đó, tôi quay cho quý vị xem đây. Và lá rất dày luôn quý vị, cực dày luôn, mà gỗ nó quá khô luôn đấy. Hôm đó chúng tôi có quay lên một chút video hình ảnh mà chúng tôi sưu tầm được chiếc sập này, thì quý vị có thể xem đấy là nó cũ rích luôn. Mà hôm nay chúng tôi hoàn thiện lại, nó không khác gì là đánh bóng lại, nó cực đẹp luôn, quý vị có thể không nhận ra luôn. Và đây là các cái vân lá mặt đây, vân đỉnh cao luôn ạ. Để mà vừa đánh xong này, ngồi một thời gian nữa bắt đầu nó lên men lại, cái lớp men nó thì đẹp tuyệt vời, đen nhánh luôn. Đầu tháng chúng tôi lên con sập siêu phẩm như này để cho quý vị cùng nhìn. Và quý vị nào mà thực sự có nhu cầu hãy nhanh tay gọi điện cho chúng tôi hoặc nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo đúng cái số điện thoại ở trên màn hình kia để lấy thêm những cái hình ảnh chi tiết nhất của cái sản phẩm này. Và quý vị theo dõi cái video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh, nhấn nút chuông thông báo để thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang làm ngay. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.